chào các bạn tin nhanh 24/7. Yamaha ra mắt xe tay ga siêu dị. Bangkok Motor Show luôn là nơi các hãng xe máy Nhật Bản như Yamaha, Suzuki hay Honda quay những chiếc xe mới của mình. Năm nay gian hàng của nhà Yamaha đã trở nên cực kỳ nổi bật với mẫu xe tay ga siêu dị mang tên là WBAX. Bản thân chiếc xe đọc tên nghe khá lạ. Đó là kiểu chơi chữ khi WBAX phát âm giống như Cubit, khối lập phương rất nhiều màu nổi tiếng. Sự cố tình hay giải thích tại sao kiểu dáng tổng thể chiếc xe này lại có hình khối nhỏ nhắn và bôi mắt. Yamaha cho hay đây là kiểu thiết kế theo ngôn ngữ Digistolai hướng tới giới trẻ thành thị. Các chi tiết nó bật gồm đèn pha, đèn phanh dạng LED, bảng đồng hồ LCD toàn phần, hốc chứa đồ bên dưới yên có dung tích 22,5 lít, tích hợp đèn soi sáng, vành thì 12 inch, hốc chứa đồ phía trước có tích hợp cổng sạc 12V. WBAX gồm 3 phiên bản tiêu chuẩn S và ABS. Cả 3 phiên bản này dùng lớp không xăm ở trước 100/90, lớp sau phiên bản tiêu chuẩn 110/90, bản S 130/70 và bản ABS 140/70. Trang bị an toàn với phanh đĩa đơn ở phía trước và phanh tăng cống sau. Riêng bản WBAX bổ sung thêm tính năng ABS và chìa khóa thông minh Smart Key. Chiếc xe trang bị động cơ Pure xanh đơn có dung tích 105 phân khối, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, tích hợp công nghệ SS ngắt tạm thời khi dừng quá 3 giây trên phiên bản ABS. Yamaha WBAX chỉ dành riêng cho thị trường Thái Lan với mức giá dự kiến 1.500 USD cho phiên bản tiêu chuẩn, bản S 1.600 USD và bản ABS 1.700 USD. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.